Sau khi đăng quang Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quỳnh Hoa gây ồn ào vì nhiều đồng đoán. Chiến thắng của cô bị nhiều người cho là không xứng đáng, yêu cầu xem xác lại. Sự việc chưa kịp giải quyết thì mới đây, mạng xã hội lại dậy sóng với clip nghi vấn Bùi Quỳnh Hoa hít bóng cười. Trưa 4 tháng 10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là tân Miss Universe Việt Nam Bùi Quỳnh Hoa cùng nhóm bạn hút bóng cười tại một quán. Video clip quay cận cảnh một nhóm bạn vui đùa, thích đối nhau hút bóng cười. Đáng chú ý, trong đoạn clip này có sự xuất hiện của một người được cho là Bùi Quỳnh Qua. Nhiều đoạn trong clip này quay rõ mặt Tân Qua Hậu. Ngoài ra, âm thanh trong clip cũng khá rõ. Người nghe dễ dàng nhận ra giọng nói, qua hết một quả rồi mà chưa thấy cười gì hết. Eo ơi, chơi hết quả rồi mà ông bà vẫn còn. Được biết, Đoạn clip này được quay trước đó khá lâu, trước khi cô đăng quang cuộc thi sơ mẫu Việt Nam năm 2018. Vào ngày 3 tháng 10, tổ chức Miss Universe đã đăng thông báo trên fanpage chính thức của cuộc thi rằng sẽ xem xét lại kết quả cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023. Lý do là nhiều người hâm mộ đã gửi yêu cầu đến Miss Universe đề nghị xem xét lại kết quả cuộc thi vì cho rằng Bùi Quỳnh Qua chiến thắng không xứng đáng.